Trong ngày hôm nay, thể thao Việt Nam cũng đón nhận một tin vui từ môn Bilas. Ở giải Bontaga Bilas World Cup 2024, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, một lần nữa giành chức vô địch ở nội dung Carom Ba Băng. Sau khi giành chức vô địch World Cup Carom Ba Băng 2024 vừa diễn ra tại Bogota, Colombia, Trần Quyết Chiến đã từ vị trí hạng 5 leo lên vị trí số 2 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của một cơ thủ Việt Nam, theo Liên đoàn Billiard Thế giới UMB. Nếu tiếp tục thể hiện đẳng cấp để vô địch chặng World Cup tiếp theo ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 tới đây, tay cơ số 1 Việt Nam ở nội dung Carom Ba Băng sẽ có nhiều hy vọng để leo lên vị trí số 1 thế giới. Đây cũng là chức vô địch World Cup thứ 3 của tay cơ người Việt Nam sau 2 lần đăng quang tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và Porto Bồ Đào Nha năm 2023. Chiến thắng chặng World Cup Bogota 2024 lần này không những giúp Quyết Chiến có thêm điểm số trên bảng xếp hạng UMB mà còn giúp cơ thủ số 1 Việt Nam cân bằng kỷ lục vô địch World Cup của các cơ thủ châu Á, củng cố huyền thoại Carom Ba Băng người Nhật Bản Nobuki Kobayashi và Kimanchi người Hàn Quốc với 3 danh hiệu vô địch. Với lần thứ 3 vô địch thế giới, không chỉ là niềm tự hào cho Trần Quyết Chiến nói riêng mà là niềm tự hào cho cả nền billiard Việt Nam nói chung, gia tăng vị thế của Việt Nam trên bản đồ billiard thế giới.